សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរយើងមកធ្វើវីដេអូវីដេអូដែលនិយាយអំពីការចិញ្ចឹមមាន់បែបជាលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុន្តែវាខុសត្រង់ថាវាគឺជាប្រភេទលក្ខណៈមាន់ជលចំពោះលក្ខណៈនៃការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែបែបមាន់ជលនេះដែរគឺយើងគឺមានការថែទាំខ្ពស់ជាប្រភេទការចិញ្ចឹមមាន់បែបលក្ខណៈគ្រួសារធម្មតាដោយសារតែចំពោះប្រភេទមាន់ជលនេះគឺយើងត្រូវការការមើលថែខ្ពស់ចំពោះវាដូចជាមាន់ដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមនេះដែរគ
bậy viết trên bì mê bỏ viết đội đạ viết để lại hay bình tập bộ tiết dương có chập đâm mơ thay chùm này bỏ viết đòi bà đòi dạ bì mùi sạp đá lý cư dương trâu ca đã chùm này tốt nâng tha thay tôm tức bỏ viết dương ách mơ thay tôm tức hay nâng chùm này tôi bỏ viết cư dạ bì mùi khai nó bây giờ viết ba mùi khai hơi dương chập đâm ai tùm liệu viết cho hộp khăn cọng bán hay dương chập đâm đi chọn cám rư co gần lại bỏ viết đẹp nì hay dương ai bờ lên vía ở nơi trên hàng cái đợi đợi ở vị miền Samai nơi các bạn chúng với đồng bào ở Việt Nam xí chúng nuôi được protein bảo vệ hai nơi bay đại Việt Ban dựa bên một khai gần là từ bị khé riêng ai bờ lên Việt Ban hơi